Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam tự hào chính thức khai trương văn phòng tư vấn du học thứ 11 tại địa chỉ 239 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Đây là văn phòng du học thứ 3 của IDP Việt Nam tại Hà Nội, sự kiện đánh dấu bước phát triển mang tính chiến lược của tập đoàn IDP đối với Việt Nam nói chung, cũng như với thị trường Hà Nội nói riêng. Điều này xuất phát từ nhu cầu thực tế ngày càng tăng của quý phụ huynh học sinh và sinh viên có ước mơ du học với tấm bằng IELTS điểm số cao. Đây còn là cam kết của tập đoàn IDP cũng như IDP Việt Nam nhằm cung cấp những dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng là như nhau tại bất kỳ nơi đâu. Đồng thời cũng là sự cam kết đầu tư và tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại thị trường Việt Nam. Cùng tập đoàn IDP toàn cầu, IDP Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm đã và đang không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới văn phòng với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhằm mang những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp quốc tế đến với quý khách hàng và đối tác. Việc khai trương văn phòng Hà Nội 3 là một trong những quyết định chiến lược của IDP đã có trong kế hoạch. Và việc khai trương văn phòng ở khu vực Cầu Giấy đó là một trong những địa điểm khá là thuận lợi cho việc là cung cấp các dịch vụ cho học sinh ở khu vực này. Mục tiêu là cung cấp cho học sinh những gói tư vấn một cách chuyên nghiệp đến từ những chuyên gia của IDP được đào tạo rất là bài bản để nhằm kết nối học sinh đến những cái khóa học phù hợp nhất và phù hợp với tình hình tài chính của mình. Văn phòng mới với trang thiết bị hiện đại, vị trí thuận lợi và không gian rộng rãi, chuyên nghiệp, hứa hẹn tiếp tục đáp ứng nhu cầu du học và đăng ký thi IELTS ngày càng tăng cao tại Việt Nam. Tôi được biết đấy là một đơn vị mà sẽ cung cấp những dịch vụ one stop shop service. Ở đó thì các bạn học sinh ngoài việc là chúng tôi tư vấn chọn trường, địa điểm các quốc gia đến thì các bạn sẽ nhận được những dịch vụ từ A tới Z, từ mua bảo hiểm, chuyển tiền du học, chuyển tiền sinh hoạt phí, học phí. Các bạn còn được hỗ trợ tất cả những dịch vụ thiết yếu để đảm bảo cho các bạn đặt chân đến một quốc gia mới và hoàn toàn có thể yên tâm và các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Em cảm thấy là cơ sở này là một cơ hội để cho các bạn ở gần khu vực này có thể được trải nghiệm quá trình tư vấn du học cũng như là đăng ký thi IELTS thuận tiện dễ dàng hơn. Văn phòng mới của IDP tại thành phố Hà Nội tự tin góp phần phục vụ quý khách hàng nhanh chóng và hiệu quả để đáp lại sự tin tưởng mà quý khách hàng đã dành cho IDP trong suốt hơn 25 năm qua.